Chị ủy nhiệm chi này, em nhìn này, ngày 2 tháng 1 2000XX nhá, 20 coi như là 2022 nhá, của Dạ. ngân hàng Aribank. Nhìn xuống cái nội dung là trả tiền thuê nhà, đúng chưa? Dạ. Số tiền thì đúng bằng 51 triệu luôn. Lưu ý này, trên thực tế người ta có thể chia nhỏ cái ủy nhiệm chi này ra, có thể là ví dụ như tổng hóa đơn hợp đồng thuê nhà hôm qua là 51 triệu, nhưng mà có thể Dạ. là họ trả trước bao nhiêu tiền đấy, 20 triệu chẳng hạn, còn 31 triệu chia nhỏ ra cũng được, miễn là cái hợp đồng đấy mình thanh toán toàn bộ bằng tiền ngân hàng. Em hiểu ý chị không? Ừ nhá. Thì như vậy trong trường hợp này mình nhìn vào nội dung trả tiền thuê nhà thì mình sẽ vào phân hệ ngân ngân hàng nhá. Em vào phân hệ ngân hàng. Thế trong trường hợp mình đối với phân hệ ngân hàng thì mình hay sử dụng nhất là hai phân hệ này. Nếu tiền ngân hàng nhá, 112 của mình giảm á thì mình chọn chi tiền. Nếu mà tiền của mình tăng thì em lại vào ngân hàng chọn thu tiền em này. Như vậy là khi mà mình đọc nội dung á, thì mình sẽ biết được, sẽ hình dung được là cái nghiệp vụ đấy, trong nghiệp vụ đấy thì tiền của mình, tiền ngân hàng nhá, thì đang nói về tiền ngân hàng của mình là tăng hay giảm. Như vậy trong trường hợp này mình trả tiền thuê nhà chắc chắn chọn chi tiền hay thu tiền nhỉ? Dạ, chi tiền. Đúng rồi, em vào ngân hàng chọn chi tiền nhá. Dạ rồi. Thứ nhất là chọn tài khoản chi nhá. Thì em tích vào mũi tên em này. Đó. Ở đây thì cả ngân hàng, cả công ty nhà mình cũng được có một ngân hàng Aribank này thôi đúng không? Cho nên mình chọn luôn nó nhá. Còn trong trường hợp mà ngân hàng mình có hai ngân hàng trở lên á, hai cái tài khoản ngân hàng trở lên đó, thì em nhớ cẩn thận khi chọn tài khoản ngân hàng nhé. Mình đang làm ngân hàng nào thì chọn ngân hàng đấy. Ở đây khi mình chọn rồi thì nó sẽ có thông báo này. Thế là ngân hàng hỏi là bạn có muốn ngầm định chọn cái tài khoản ngân hàng này không? Đúng không? Thì Dạ. nếu như mà mình đang làm của mình chỉ có một ngân hàng thôi thì em cứ chọn mặc định thôi, ngầm định thôi nhá. Dạ. Ừ. Dạ. Rồi, thứ hai là đối tượng. Đối tượng để mình chi trả này, mình đang chi trả tiền thuê nhà đúng không? Vậy đối tượng này là chính là cái nhà cung cấp của mình nhá. Dạ. Em ghi cột đối tượng là nhà cung cấp thì em sẽ tích vào mũi tên này. Đó. Đấy, để chọn cái nhà cung cấp của mình. Ví dụ em biết ông đấy là ai hoặc là nhà cung cấp đấy tên gì thì mình có thể lọc. Lọc bằng cách lọc mã số thuế cũng được và lọc theo tên cũng được. Ví dụ mà Hoa đúng không? Thì chị đánh chữ Hoa này. Là đây. Ừ. Là nó sẽ ra luôn nhá. Là đây. Ừ. Dạ. Mình thuê của cá nhân. Rồi. Cái tài khoản nhận này đến đối với kế toán mình thì không cần thiết phải khai lên phần mềm đâu nhá. Dạ. Ừ. Tiếp tục một nội dung thanh toán. Đây, có cái chỗ này nó đang mặc định là chi khác nhưng em cũng tích vào mũi tên này. Lần đầu tiên thì chị cho em tích luôn. Là Dạ. mũi tên này nó có các cái mục để mình chọn này, một trả các khoản vay, tạm ứng cho nhân viên, chi khác, chi cái gì thì em có thể xóa nó đi, xong mới ghi là chi trả tiền thuê nhà cho Nguyễn Mai Hoa nhá. Dạ Ừ, rồi. đấy em ghi vào. Ghi tên nó là gì? Đúng rồi, trả tiền thuê nhà cho Nguyễn Mai Hoa, mình gọi là cái những cái diễn giải này sau này mình có in sổ sách á thì là nó sẽ rõ ràng ra, em viết đúng chính tả vào nhá. Ví dụ trả tiền thuê nhà, cái chữ trả này viết họa cho chị này, Nguyễn Mai Hoa này, tóm lại là viết đúng chính tả để sau này khi nào mình in chứng từ sổ sách á cho nó đẹp một chút nhá. Rồi. Rồi, ngày tháng đi em. Ngày tháng là cái ngày mùng 2 tháng 1 đúng không? Mùng 2 tháng 1 Ừ. Có thể trong trường hợp này nhá, mình họ chuyển khoản cùng ngày với làm cái ngày mà mình giao dịch hợp đồng á. Làm cái hợp đồng á, đúng không? Chị thấy là hôm qua làm hợp đồng thuê nhà cũng mùng 2 tháng 1. Hôm nay chuyển khoản cũng mùng 2 tháng 1 luôn. Thế cùng ngày nhưng mà trên thực tế có thể khác ngày nhá. Có thể em chuyển khoản trước đặt cọc chẳng hạn này, đúng không? Hoặc chuyển khoản sau hoặc là cùng ngày thì em nhớ căn cứ vào chứng từ trên ngân hàng. Chưa? Rồi. Về phần hạch toán, em nhắc lại chị một lần nữa cái hạch toán hôm qua khi mà mình thuê nhà mình hạch toán như thế nào nào, để liên quan đến để mình suy luận cái hạch toán hôm nay mình chi trả tiền. Hạch toán hôm qua nhá, mình thuê nhà nhá, hôm qua chị dạy em cái tiền thuê nhà á, khi mình đi thuê á. Tài khoản 212 à chị? Đúng rồi. Có tài khoản 111 hoặc 331. Nhưng mà cái hôm qua là mình có tài khoản gì? Ba 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 một. Ừ, như vậy chốt lại là định khoản hôm qua là mình tiền thuê nhà của hợp đồng cá nhân á, đúng không? Là nợ 242 có 331. Đấy em ghi vào vở như thế. Nhá. Nhớ mở ngoặc là bài hôm qua nhá, được chưa? Khi thuê nhà. Đây. Bài hôm qua khi thuê nhà này, mình đã vào mua hàng này. Chọn chứng từ mua dịch vụ. Và đã hạch toán nợ 242 có 331. Dạ rồi. Còn lúc mà chị đọc em cái hôm cái định khoản ban đầu là chị có 111 hoặc 331, chị đã phân tích từng cái trường hợp rồi. Tuy nhiên trong cái trường hợp hôm qua cái tiền này tiền chuyển khoản đúng không? Dạ đúng Cho rồi. nên là tại thời điểm mua là mình treo qua 331 luôn công nợ.
là nợ 242 có 331. Em gạch chân đây chị, chỉ cần phần có 331 nhá. Dạ. Là công nợ phải trả tăng lên nhá. Dạ. Rồi, đến hôm nay mình khi chi trả tiền thì em thử suy luận cho chị xem, hôm qua mình có 331 rồi, hôm nay đi trả thì nợ tài khoản gì nhỉ? Giảm nợ 331. Đúng rồi, giảm nhá, tài khoản loại 3, giảm thì ghi bên nợ, đúng không? Cái chỗ này phần lúc nãy phần mềm nó chưa có đâu này nhá, nhưng mình phải đánh vào chưa? Không giống như hôm qua cái chỗ mua hàng kia là chị em mình thiết lập sẵn rồi, nó tự nhảy phần mềm nó tự nhảy tích và chưa thanh toán nó tự nhảy có 331, nhưng hôm nay khi đi thanh toán em phải tự đánh nợ 331 nhá. Hôm nay mới học có thể nó đang hơi lâu một chút, nhưng hôm sau em cứ trả tiền nhà cung cấp thì em cứ nợ 331, được chưa? Dạ. Bản chất thì mình phân tích một tí là hiểu thôi nhá. Dạ rồi.